Rồi, xin chào các bác. Thì anh em sẽ làm cái clip mà hướng dẫn unlock cái con V30 bản Hàn của em nhé. Bản Hàn của em là mã S. Thì đây, cái bản Hàn của em đang chạy trên cái ROM gốc nhé. Để cho bác xem. Này, bản Hàn này đang chạy trên cái ROM gốc 21N này. Chưa unlock nhé, bản này chưa unlock nhé. Thì đầu tiên các bác vào cái chỗ thông tin cập nhật phần mềm. À thôi, cái này chưa quan trọng mấy đâu. Bây giờ em sẽ cho các bác biết là máy em chưa unlock. Để em khởi động lại này. Các bác sẽ không nhìn thấy cái dấu chấm than đâu. Đây, em sẽ khởi động lại này. Đó. Khởi động lại nó không có dấu chấm than nhé. Nếu như mà có dấu chấm than kiểu như là đã unlock. Để em sẽ khởi động lại đấy. Nó không có dấu chấm than đâu. Hiện logo LG luôn. Rồi các bác chờ đi. Đó vào luôn. Nhưng mà em chưa unlock nhé. Rồi bây giờ các bác sẽ KDZ cái con V30 này về về bản 930 nhé. Này, thì các bác cứ cắm cáp vào này. Cắm cáp vào. Việc KDZ các bạn. Cái KDZ ấy. Rồi, các bác cái này thì cứ nó hiện cái gì? Biểu hiện cái này này. Thì các bác cứ ấn ok hết. Luôn luôn hết nhé. Ok hết nhé. Rồi. Thì bây giờ em sẽ KDZ nó về. KDZ nó về cái bản 930. Rồi. Cái việc KDZ này thì em cũng đã có một cái clip hướng dẫn các bác rồi đấy. Thì nó cũng rất là dễ thôi. Thì trước tiên các bác cũng phải cài driver các thứ nhé. Cài driver này. Rồi có cái bản 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 KDZ 920 này đó. Rồi thôi trước tiên chỉ cần thế thôi, và có cái bản LG up nữa. Rồi bây giờ em sẽ chạy cái LG up, chạy lên đó. Các bạn, máy em đang chạy là 21N này. Thì bây giờ em sẽ KDZ nó về cái bản 930. Các bạn ấn vào chỗ ba chấm ở dưới chỗ bin file này nhé. Bin file này này, ấn vào chỗ ba chấm này. Rồi các bác tìm đến cái file KDZ 930, các bác để chỗ nào thì các bác tìm ở chỗ đấy. Em thì để mãi trong sâu sâu này. Đây, tìm được cái bản 930 này nhá. Chọn nó. Đây, mình sẽ KDZ nó về cái bản 930 này nhá. À 920 này nhá. Rồi 930. 20D. Các bác chọn partition DL nhá. Đừng chọn cái khác nhá, không nó sẽ báo lỗi. Rồi, các bạn ấn start. Rồi, chờ tí. Rồi, lại chọn tất cả luôn. Ok. Cái máy nó sẽ khởi động lại thôi. Chờ tí. Đó. Nó khởi động vào download mode mà. Rồi, cổng 10. Trên này nó có báo cái gì thì các bác ok. Báo này ok nhá, yes nhá. Rồi nó chạy thôi. Rồi các bác đợi nó chạy thôi. Cái việc KDZ sang 930 này thì cái clip trước em đã hướng dẫn cũng khá tỉ mỉ rồi. Nó rất là đơn giản thôi, không muốn điều gì cả. Các bác chờ thôi. Em sẽ làm với clip unlock và một clip hướng dẫn rót nhé. Thì hai clip này nếu mà làm chung nó sẽ rất là dài. Thế em sẽ làm riêng cái clip unlock trước. Rồi các bác cứ chờ, cố gắng đợi nó đi. Em đang là KDZ nó về 930 nhé. Thì khi mà mình KDZ nó về 930 á,
thì nó sẽ không có sóng đâu. Vẫn có cái cách fix để nó có sóng, nhưng mà cái cách đấy thì em chưa biết, hiện tại em chưa biết và em chưa chưa cần biết. Hiện tại là em đang hướng dẫn các bác là cái DZ từ bản Hàn về bản quốc tế là bản 930 nhé. Nhiều ông thì cứ bảo bản 933 là quốc tế thì em cũng chịu, cái đấy thì tùy cái gọi thôi, ông là thích gọi thì gọi thế nào thì gọi thôi. Bản Hàn thì cũng là quốc tế ấy mà, vì có cái máy nào nó sản xuất ở Việt Nam đâu, có máy nào nó phân phối chính hãng ở Việt Nam đâu, cho nên công muốn gọi thế nào công gọi thôi. Rồi chúng ta cứ đợi đi. Rồi, 73% rồi. Cái điện thoại nó sắp khởi động lại rồi. Cứ bình tĩnh thôi. Điện thoại được 95% rồi. Rồi, khởi động lại rồi. Các bác cố gắng đợi tí. Tại vì khi mà sang cái 930 ấy, nó khởi động lại hơi lâu. Và có khi nó cũng không khởi động lên đâu. Có trường hợp có lúc nó không khởi động lên được, nó cứ ở mãi cái logo V30 này này. Nếu như các bác chờ đợi lâu quá ấy, mà mãi mà không thấy nó vào được màn hình chính ấy, thì các bác lại tiến hành reset bằng phím cứng thôi. Đấy, như cái này nó trên cái có phần mềm nó báo ok này này. Đó. Ở trên phần mềm ok là mình có thể tắt cái phần mềm đi được rồi. Đấy. Khi mà nó báo complete là ok rồi. Tắt nó được rồi. Đây mình sẽ chờ. Chờ con V30 này mãi nó vẫn chưa khởi động lên này. Các bác cứ chờ một lúc nữa. Nếu như nó chưa khởi động lên ấy, chưa khởi động lên ấy, thì mình sẽ tiến hành reset bằng phím cứng thôi. Tất cả các lỗi gần như thì tiến hành reset bằng phím cứng đều được. Ừ, hình như nó khá lâu đấy. Có thể nó đang bị lỗi. Thôi cố gắng đợi khoảng 30 giây, 1 phút nữa xem thế nào. Rồi, chắc là nó không lên được rồi. Hoặc là nó lâu, nó lâu thì mình đợi mất thời gian thôi. Thì đây mình sẽ reset vào phím cứng nhé, vì đợi nó khá lâu. Reset vào phím cứng nhé. Thì các bác rút cáp ra, rút cáp ra này. Rồi các bác nhấn nhấn giữ đồng thời nút volume trừ và nút nguồn nhé. Tại vì đây em đang làm một tay nên nó có thể nó hơi bị lòng ngoằng. Nhấn giữ nút nguồn và nút volume trừ nhé. Khi mà cái logo V30 hiện trở lại thì các bác nhả nút nguồn ra khoảng 1-2 giây, sau rồi nhấn lại nút nguồn luôn. Trong khi đó thì cái phím giảm âm lượng này vẫn giữ nguyên nhé. Rồi em ấn này. Tại vì nó lâu rồi mình phải ấn thôi. Rồi tắt rồi. Bây giờ sẽ lên logo, mình sẽ bỏ cái nút nguồn ra này. Rồi bỏ nút nguồn ra, ấn lại. Rồi nó sẽ vào được cái menu này, thì mình chọn yes thôi, yes 2 lần thôi, yes 1 lần, yes lần thứ hai này. Rồi bây giờ chờ nó khởi động lại thôi. Cái con 925 này quay quay video nó cũng không được nét cho lắm, các bác thông cảm, nó cứ nhiều nhiều cái gì ấy. Rồi các bạn đợi cái này 9 phút rồi, cũng khá dài đấy. Tại vì em làm em không chỉnh sửa mà. Tại vì để làm để xem có cái lỗi gì thì mình sẽ hướng dẫn các bác khắc phục luôn.
đi xe xong nó cũng khởi động khá lâu đấy, các bác vẫn chờ một tí. Đó, lên rồi. Làm mấy cái này các bác cố gắng kiên nhẫn nhé. Có lỗi gì thì tìm cách giải quyết, không tìm cách được thì các bác cứ post trên hội, ai biết sẽ trả lời thôi. Rồi, đây nó vào rồi, vào hành chính đây này. Các bạn ấn, đây nó sẽ không có sóng đâu nhé. Không có sóng. Rồi, thôi kệ nó đi. Các bác ấn cài đặt các thứ như bình thường thôi. Nói chung bỏ qua hết, gần như bỏ qua hết. Những cái bước cài đặt này không không có gì quan trọng đâu. Để sao nó vào được thôi. Vân tay các thứ bỏ luôn. Rồi, các bác đã vào được bàn hành chính rồi. Mấy cái cài đặt ban đầu này các bác cứ thế thế nhé. Nó không quan trọng rồi. Đây, vào được 930 ấy thì các bác thấy là có cái biểu tượng hai sim này, nhưng mà có sóng hơn mà hai sim. Rồi. Thì bây giờ các bác sẽ vào phần cài đặt. Em sẽ cho cái máy đứng lên cho các bác dễ nhìn. Để đứng lên khó nhìn hơn. Rồi làm này. Được rồi, vào phần cài đặt. Rồi, vào phần cài đặt nhé. Vào phần chung này. Các bác vào phần giới thiệu điện thoại này. Chung này. Phần mềm này. Rồi, đây các bác thấy không? Nó đang ở 20D nhé. Các bác gõ 7 lần vào cái chỗ tạo số này này. Để mình bật cái tùy chọn nhà phát triển lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bạn đã trở thành nhà phát triển ứng dụng. Mình quay lại. Quay lại phần nữa. Đây, thì các bác lại vào cái phần các tùy chọn nhà phát triển này. Nhấn vào. Ok, cái này nhấn chọn ok nó đi. Rồi, thì các bác trước tiên này. Nếu như cái này mà nó đang khóa, cái OM này này. Cái OM mà nó đang khóa ấy, các bác bật nó lên, ví dụ đang khóa như này chẳng hạn. Thì các bác bật nó lên. Rồi kích hoạt nó lên là một này. Và các bác bật cái gỡ lỗi USB này lên. Bật lên này. Rồi. Các bác bật được hai cái này lên là ok nhá. Rồi các bác thay hết ra. Rồi giờ các bác cắm cái cáp vào. Rồi, cắm cáp rồi. Thôi chết rồi. Đấy, nó có sẽ hướng dẫn là nó sẽ hiện cái mấy cái bảng này, các bác chọn ok hết đó nha. Nhớ cái giữ cái màn hình nó sáng, để mà ví dụ như là các bác nhớ cái giữ cái màn hình sáng, để ví dụ như là có thông báo gì mà các mà nó cần yêu cầu đồng ý thì các bác đồng ý cho nó, còn tắt màn hình thì không biết đâu. Rồi bây giờ trên máy tính cái này cắm vào ok rồi nha. Rồi giờ trên máy tính này, trên máy tính các bác trở lại cái phần này. Rồi các bác vào cái phần những cái link này, những cái folder này nhá, em sẽ để link, em sẽ để link ở dưới mô tả nhá, các bác sẽ có thôi. Rồi, trong cái này này em sẽ có cái một cái file các lệnh, để các lệnh USB để mà unlock hoặc là lock này. Đấy, các bác mở ra. Đây, em sẽ có cái file này. Rồi và trong chỗ này này, chỗ này sẽ có cái CMD, các bác nhấn vào đây mở nó ra thì nó sẽ ra cái CMD cho các bác. Rồi đầu tiên mình sẽ copy cái file là đây này, mình sẽ kiểm tra máy đã nhận ADB hay chưa này, copy file ADB driver này vào này. Copy này, rồi copy vào cái CMD này, nhấn nó paste. Rồi nhấn Enter này. Enter. Đấy. Nếu như nó báo như này, có nghĩa là máy các bác đã nhận driver rồi nhé. Rồi. Tiếp theo này. Các bác sẽ vào chế độ fastboot cho nó này. Cái lệnh này.
USB. Rồi, cắm lên đây. Paste này. Rồi, cắm paste nha, em chưa nhấn enter đâu nha. Đây, khi mà mình nhấn enter ấy, khi mà nhấn enter ấy thì là cái máy nó sẽ khởi động vào mắt Fastboot nhá. Bây giờ em nhấn này. Đó, nhấn rồi đấy, đấy máy nó sẽ khởi động lại này. Nó sẽ vào cái chế độ Fastboot. Chờ tí đấy. Đây là chế độ Fastboot nhá. Rồi, các bác chờ tí, nó vào rồi nhá. Thì đây nó có cái thông báo quỷ quái gì đây, thì nó chỉ là cái thông báo để mình kết nối vào cái cổng USB 3.0 thì nó sẽ nhanh hơn thôi, thế không quan trọng nó lắm. Rồi bây giờ các bác sẽ gõ cái lệnh, à quên, tiếp theo em sau gõ cái lệnh là kiểm tra là máy mình đã unlock hay chưa nhé. Đây, fastboot này. Rồi, copy, em sẽ gõ vào đây. Rồi, enter, enter. Đấy, nó sẽ ra cái bảng này cho các mình. Thì đây, các bác nhìn vào cái chỗ phần này này. Chỗ phần unlock này, unlocker này. Đang hiện chữ no nhé. Có nghĩa là máy mình nó chưa unlock nhé. Đấy, thấy chưa? Chưa unlock này. Rồi, bây giờ mình sẽ copy cái lệnh để unlock vào. Đây, thì cái lệnh unlock này. Là lệnh bên dưới này. Fastboot này. Đó. Copy vào. Rồi. Thì bây giờ các bác sẽ copy vào đây. Rồi, nhấn enter nhá. Enter. Đó. Khi này nhá. Khi nó hiện được như này. Finish này, ok này. Đó. Thì có nghĩa là máy các bác đã được unlock rồi. Có thể kiểm tra lại bằng cái lệnh lệnh vừa nãy vừa bên trên đó. Đây, kiểm tra bằng cái lệnh này. Xem là máy mình đã unlock hay chưa. Bây giờ em đã chơi lệnh unlock rồi nhé. Thì bây giờ chắc chắn cái chỗ lúc nãy em bảo ấy, nó sẽ hiện ra chữ yes thôi. Paste này. Enter. À không được à. Chờ tí. Rồi cái này có thể là vừa vừa unlock xong nó sẽ chưa báo đâu. Thì các bác sẽ phải khởi động lại cái máy của mình. Thì nhấn nút nguồn thôi. Nhấn nút nguồn thôi. Nhấn nguồn nó khởi động lại. Đó, nhấn nút nguồn rồi. Đó, có thấy dấu chấm than chưa? Đó, có dấu chấm than này có nghĩa là máy đã unlock. Có dấu chấm than này. Chờ tí. Clip khá dài đấy, 17 phút rồi, 18 phút rồi. Rồi, các bác cứ cố gắng đợi đi. Đợi lên nhé. Khá lâu đấy, tại vì khi mà mình tiến hành dùng cái lệnh kiểm tra ADB ấy, là nó sẽ xóa toàn bộ cái máy của mình. Thế giờ nó lại phải thiết lập lại từ đầu. Đấy. Thôi không sao, mình sẽ thiết lập nhanh thôi, xong rồi mình kiểm tra lại xem là đã unlock hay chưa bằng cái lệnh ADB. Bây giờ khi mà khởi động lại thì các bác thấy cái dấu chấm than ấy thì cũng có nghĩa là nó đã nắp rồi đấy, nhưng mà để muốn chắc ăn hơn thì kiểm tra bên sâu hơn một tí nữa. Các bác chờ tí. Nó vẫn đang ở cái bản. Nó vừa báo cái bộ nhớ của cái máy này đầy. Thôi rồi kệ nó đi, cứ tiếp. Vẫn đang không quay được. Rồi, ok đây. Các bác lại vào cái phần gỡ lỗi USB nhé, để các bác bật lên nhé. Rút cáp ra nhé, rút cáp ra nhé. Là phải bật lại cái phần cái lỗ USB các bạn ạ. Phần mềm này 7 lần này. Rồi các bác vào tùy chọn phát triển này. Ok ok hết nhá. Rồi các bác nhớ bật cái phần
OM này nó bị mờ đi rồi này. Đấy. Tại vì khi mà mình unlock ấy thì nó sẽ làm mờ cái OM này đi. Rồi, kệ nó đi, quan trọng. Rồi, tiếp. Máy nó vừa báo hết hết dung lượng các bạn. Không quan trọng, rồi tiếp. Mình sẽ bật cái gỡ lỗi USB lên. Rồi, ok. Bật gỡ lỗi này. Và cái OM này nó tự bật rồi, không quan trọng nữa. Quay lại. Rồi mình sẽ cắm lại cáp. Rồi, cắm cáp rồi. Nó có báo gì thì ok cho nó. Đấy. Ok. Rồi. Bây giờ nhá, trên này mình sẽ kiểm tra là máy mình đã lắp hay chưa nhá. Có thể cái tắt này đi cũng được, xong là mình mở lại để nó hoạt động cái mới cũng được. Mở lại này. Đầu tiên cũng gõ cái lệnh kiểm tra cho nó kết nối được ADB chưa. Ở đây. Mở thế, chờ tí, lấy led nữa. Con này led kém quá. Rồi, Enter. Rồi, kết nối ADB rồi nhá. Bây giờ mình sẽ kiểm tra là vẫn phải vào cái, bây giờ cho cái máy mình nó vào cái fastboard đã nhá. Enter, đây máy nó sẽ khởi động lại. Rồi, vào fastboard rồi nhá. Rồi, mình sẽ kiểm tra xem là máy mình đã unlock chưa. Đây. Kiểm tra bằng lệnh này nhé. Copy. Rồi. Enter. Đây, các bác sẽ cho lên. Đây, các bác sẽ nhìn cái phần unlock này này. Đây, các bác thấy không? Máy em nó đã hiện sang thành chữ Yes rồi nhé. Có nghĩa là máy em đã unlock rồi. Đó. Ok. Thế là cái clip này hoàn thành rồi nhé. Cái clip này khá lâu rồi đấy, hai mấy phút. Thì đây là cái phần unlock thôi nhé. Còn nếu mà cái phần mà mình sẽ hướng dẫn các bác có một cái clip để hướng dẫn các bác lock lại, thì nó cũng tương tự như clip này thôi, nhưng mà có một số chỗ nó có thể gặp lỗi gì đấy, thì cái clip để sau nhé. Rồi, ok, chào các bác. Rồi, quên, em sẽ làm tiếp một tí nữa, tại vì khi mình unlock xong rồi ấy, thì nó vẫn đang ở cái bản 930 mà, thì cái bản này sẽ không có sóng và các bác sẽ không sử dụng gì được, chỉ sử dụng wifi thôi. Thì khi mà mình unlock được rồi ấy, thì mình sẽ tiến hành root cái bản này. Root thì mình sẽ em sẽ làm một clip khác, mình sẽ root cái máy đấy và mình cài TKRP, cài recovery ấy, thì mình sẽ cài cái đấy và mình root. Thì em sẽ làm một cái clip hướng dẫn các bác rút sau nhé, sau cái clip này. Thì khi mà các bác đã lắp được rồi ấy, thì các bác có thể KDZ nó về cái bản chính gốc của các bác, thì nó vẫn giữ được cái mình đã lắp rồi, không phải lo nhé. Thì các bác, nếu các bác xem clip đến đây rồi ấy, mà các bác chưa muốn rút, chỉ muốn unlock thôi ấy, chưa muốn rút thì các bác có thể KDZ lại cái phần về cái bản gốc của các bác nhé. Đấy, nó chỉ thêm một tí đấy thôi. Thì có nghĩa là sợ là có các bác hỏi là khi mà mình KDZ về cái bản cũ, KDZ về cái bản khác ấy, thì có bị mất unlock hay không. Thì nói luôn với các bác là đã unlock được rồi ấy, thì các bác có KDZ đi đâu ấy, thì nó vẫn unlock được thôi, nó vẫn giữ được cái unlock đấy. Còn trừ khi các bác phải 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 tiến hành các cái lệnh để mà lock lại thì nó mới unlock thôi, còn mình KDZ các thứ thì nó vẫn unlock được thôi. Đó, thế thôi. Còn khi mà các bác KDZ, quên, khi các bác unlock rồi thì đương nhiên là các bác sẽ làm cái tiếp theo là các bác rút cái máy đấy để các bác cài ROM cũ. Thì cái hướng dẫn cái clip sau ấy em sẽ làm sau, vì cái clip này nó quá dài rồi. Và cảm ơn các bác.